Người ăn chay tuyệt vời nhất thế gian, Leo the Killer chính là ăn chay của Chef the Killer, là một người yêu thương em trai của mình vô cùng. Sau tai nạn từ bữa tiệc làm biến dạng khuôn mặt ở bệnh viện, Leo yêu thương và lo lắng, nhưng anh ta lần đầu tiên nói dối khi khen Chef đẹp trai. Bi kịch xảy ra khi ban đêm đang ngủ thì Leo bị con dao đâm phập vào cơ thể như muốn móc cả nội tạng ra, đau đớn về thể xác như thế. Nhưng đau đớn hơn tất cả mọi thứ khi người anh ta nhìn thấy chính là em trai của mình. May mắn bảo toàn được mạng, nhưng y tá cho rằng tại sao cậu bé đáng thương này lại có một người em trai khủng khiếp. Nó chính là một con ác quỷ, nó giết cả gia đình rồi, cả cha mẹ của Leo đã bị chết, còn Leo thì bị như thế này. Im đi! Leo không thể chấp nhận được. Sao có thể dám nói em trai của mình như thế? Leo trở thành một Chef the Killer thứ hai và giết chết cả y tá, giết hết tất cả, trở thành sát nhân, rạch miệng khâu mắt rồi đi hành nghề như Chef thôi. Bởi vì anh em trai của ta là nhất, ta cũng sẽ trở thành Leo the Killer.